Sau khi một tên lửa của Nga bay qua không phận, không chỉ Tổng thống Ba Lan lập tức họp khẩn với giới chức quân đội nước này, mà các đồng minh của Ba Lan bao gồm là Mỹ và NATO cũng đã lên tiếng bày tỏ sự đoàn kết với Warsaw. Quân đội Ba Lan cho biết vào sáng sớm ngày 29 tháng 12, một tên lửa của Nga đã bay qua không phận của Ba Lan và sau đó quay lại Ukraine. Tên lửa này bay khoảng 40 km trong lãnh thổ của Ba Lan và trong không phận của Ba Lan khoảng 3 phút. Ngay sau đó, Tổng thống Ba Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo quân sự nước này. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã ra công hàm yêu cầu đại diện lâm thời Liên bang Nga giải thích vụ việc tên lửa hành trình xâm phạm không phận Ba Lan và chấm dứt ngay những hành động tương tự. Trong khi đó, thì Mỹ và NATO đã cam kết hỗ trợ Ba Lan khi cần thiết và sẽ theo dõi sát tình hình. Quốc hội Trung Quốc hôm qua phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng. Cùng ngày, một thông báo sau cuộc họp Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hàng loạt quan chức quân đội đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, 62 tuổi, từng học tại Học viện Hải quân Đại Liên và phục vụ trong Hải quân Trung Quốc từ năm 1979. Ông từng giữ chức Phó Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017, được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc vào tháng 3 năm 2021, rồi trở thành Tư lệnh của quân chủng sau 6 tháng. Ông Đổng Quân được coi là người giàu kinh nghiệm và có thể thúc đẩy nỗ lực khôi phục đối thoại quân sự với Mỹ. Cùng ngày, với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, một thông báo sau cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, 9 quan chức quốc phòng, trong đó có 3 thượng tướng và 4 trung tướng, đã bị miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. 9 người này là đại biểu thuộc Ban phát triển trang bị của Quân ủy Trung ương, Lực lượng Hải quân, Không quân và Tên lửa. Chính quyền Trung Quốc đã không nêu lý do bãi nhiệm và xóa tư cách ủy viên của những người này. Hồi tháng 10 năm nay, ông Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sau nhiều tuần không xuất hiện trước công chúng. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện cải tổ quân đội bên cạnh chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và Hamas, Qatar đã đề xuất một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza và thành lập một chính phủ đoàn kết của người Palestine không liên quan trực tiếp đến phong trào Hồi giáo Hamas. Theo đó, thì Qatar đã trình bày đề xuất này với Israel, chính quyền Palestine, phong trào Hamas và các tổ chức quốc tế cũng như là các tổ chức Ả Rập có ảnh hưởng trong vấn đề Palestine. Trong sáng kiến này, Qatar đề xuất một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để mở đường cho việc trao đổi toàn bộ tù nhân giữa Hamas và Israel nhằm giải quyết vấn đề con tin đang bị giam giữ. Ngoài ra, đề xuất cũng đưa ra cơ chế nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Hiện Israel chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về đề xuất này. Trong khi đó, thì lực lượng Hamas xác nhận là sẵn sàng đón nhận bất cứ sáng kiến nào hay là nỗ lực nào giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Một cuộc thăm dò gần đây do Reuters Ipsos thực hiện cho thấy sẽ có một cuộc tái đấu giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Hơn nữa, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump vẫn ở mức cao tại nhiều bang. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng vì sao cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có được nhiều sự ủng hộ của cử tri như vậy, bất chấp các vấn đề pháp lý mà ông gặp phải. Câu trả lời sẽ được đưa ra trong phóng sự sau đây. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 12 vừa qua cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dẫn đầu đề cử của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ chênh lệch khá lớn. 26% số người được hỏi đều nói rằng họ không chắc chắn hoặc có thể bỏ phiếu cho một ai khác. Bất chấp các vấn đề pháp lý đang phải đối diện, ông Trump vẫn giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, điều cản trở các đối thủ của ông trên cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo các chuyên gia, lý do có thể là bởi các cam kết của ông trong vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề nhập cư, đã ảnh hưởng đáng kể tới cử tri. Tại sao mọi người lại thích ông Trump đến vậy? Đã có một câu chuyện từ rất lâu rằng ông Trump đã nói chuyện với những người đang tuyệt vọng và bị áp bức về kinh tế, những người ở tầng lớp lao động thấp, tức giận về tương lai của họ. Qua các cuộc thăm dò từ năm này qua năm khác, có một số điều nhất định liên quan đến những người ủng hộ ông Trump hay sẵn sàng bỏ phiếu cho Trump, đó là về các vấn đề xã hội, mối lo ngại về nhập cư và biên giới. Khi được hỏi ứng cử viên nào nổi bật hơn trong các vấn đề này, 54% số người được hỏi đồng ý với nhận định rằng ông Trump là ứng viên tốt hơn. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng ông Trump là một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, có thể tạo ra mối liên kết bền chặt với những người ủng hộ mình. Những người ủng hộ ông Trump đồng cảm với ông ấy. Cho dù ông ấy có đứng ở vị trí cao nhất hay bị tấn công chính trị, ông ấy cho họ một khát vọng. Những người ủng hộ ông Trump có thể tìm thấy những gì mà họ cần trong tính cách và kinh nghiệm làm việc của ông. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng bằng cách cáo buộc những âm mưu trong chính phủ và giới truyền thông, ông Trump đã lợi dụng được điều đó để khiến cử tri ủng hộ mình không tin vào những thông tin tiêu cực về ông.
Luôn tồn tại những bất đồng chính kiến và sự tức giận, nhưng ông Trump đã xử lý điều đó rất tốt. Khi chúng ta xem các bài phát biểu của ông ấy, đều có những tràng pháo tay rất lớn của cử tri khi ông ấy nói về tin giả, những kẻ thù của mình. Vấn đề là mọi người rất thích những vấn đề đó. Nó liên quan đến câu chuyện về nạn nhân và nó gần như có lợi cho ông Trump khi không ai chú ý tới các phóng viên hay bất kỳ thông tin nào vì họ đều tham gia vào âm mưu chống lại ông Trump. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 31% số người được hỏi thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết trọng tội. Hiện cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một loạt vụ truy tố tại tòa án liên bang và cấp bang liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, việc xử lý sai các tài liệu mật và trả tiền để bịt miệng một ngôi sao phim người lớn. Ông Trump khẳng định ông vô tội và cho rằng các vụ truy tố ông mang động cơ chính trị. Chỉ còn một ngày nữa sẽ bước sang năm mới 2024. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ đón năm mới đã được chính quyền tại nhiều quốc gia triển khai. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột địa chính trị, an ninh bất ổn ở nhiều nơi, rất nhiều quốc gia đã quyết định triển khai thêm lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đón năm mới một cách trọn vẹn. Tại Pháp, nước này sẽ triển khai khoảng 90.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó 6.000 nhân viên sẽ làm nhiệm vụ tại thủ đô Paris. Ngoài ra, về phía quân đội, 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố có tên gọi Sentinel cũng sẽ được huy động tham gia nỗ lực đảm bảo an ninh dịp này. Chúng tôi sẽ triển khai khoảng 10 máy bay trực thăng cùng lực lượng hiến binh quốc gia bay khắp đất nước giúp cảnh sát phát hiện vấn đề về an ninh. Ngoài ra, trong ngày 31 tháng 12, chúng tôi sẽ sử dụng máy bay không người lái nữa. Tất cả lực lượng cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa khủng bố hiện hữu. Tại Đức, giới chức trách nước này cũng đang tăng cường an ninh ở mức cao. Trước đó, cảnh sát Đức thông báo kiểm soát an ninh trong nhà thờ chính Tòa Khôn sau khi nhận được tin nhắn báo động nguy hiểm dịp giao thừa 31 tháng 12. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này từ lâu và cũng đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng cứu hỏa. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các bên để có thể hành động ngay lập tức và linh hoạt khi có vấn đề xảy ra. Tại Mỹ, lễ đón năm mới tại quảng trường Thời Đại dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Do đó, chính quyền thành phố đã bắt đầu triển khai công tác an ninh, huy động lực lượng cảnh sát tuần tra cùng sự hỗ trợ của công nghệ như máy bay không người lái, trực thăng và tàu thuyền tuần tra. Những người tham gia lễ đón năm mới cũng được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển, không được phép mang ba lô lớn và đồ uống có cồn.